Hello, chào bạn, mình là Hưng. Thì hôm nay tiếp mình sẽ hướng dẫn các bạn học lập trình Python đấy, bằng cái công cụ CodeLab của Google. Đó. Thì bài hôm nay sẽ là bài số 7 rồi. À, giới thiệu qua một chút thì cái app mà các bạn nhìn thấy nó là một cái app học về học các khóa học lập trình. Đó, thì cái link tải app mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả nhá. Đó, thì bài hôm nay của mình là bài số 7. Đó, khai báo biến trong Python. Đấy, làm nào để khai báo biến trong Python. Ok, thì đầu tiên nhá, mình sẽ thêm một cái đoạn văn bản đi. Đấy, bài số 7 này. Bài 7. Khai báo biến trong Python. Đấy, ok, khai báo biến rồi. Đó, sau đó mình thêm một đoạn mã nữa. Ok, thì như ở cái trang ở như ở trong app dạy nhá, thì đầu tiên này đấy, đầu tiên thì để khai báo một biến đơn giản thôi, các bạn gọi đầu tiên là các bạn sẽ phải đặt tên biến trước đấy, đặt tên biến trước, ví dụ ở đây là biến A đấy, rồi sau đó là cái gán giá trị cho nó, gán giá trị nó thông qua cái dấu bằng, nó là bằng bao nhiêu, ví dụ ở đây là bằng 7 chẳng hạn hay bằng 5 chẳng hạn đấy, kiểu đấy đó, thì là các bạn đã tạo ra biến A có cái giá trị là bằng 5 đó. Dòng này mình sẽ comment đây là tạo ra một biến A có giá trị bằng 5. Đó, ok chưa? Rồi tiếp đến này. Tiếp đến này, dòng tiếp theo nữa mình sẽ khai báo một biến B. Đấy. Tiếp theo nữa thì mình sẽ ở đây mình sẽ tạo ra một biến B có giá trị bằng 7 đấy, ví dụ thế đó. Thì mình sẽ khai báo, mình sẽ đầu tiên là đặt tên biến này B này, tiếp theo là bằng này, 7 này đấy, nó hơi ngược giáo trình ở trên A một chút nhá. Ok đó, thì đây đây là cách khai báo biến một cách thông dụng, khai báo một cách thông dụng nhất. Thì về còn về tiếp theo nữa, phần tiếp theo nữa là phần chạy chương trình đúng không, chạy chương trình đúng không, thì ở đây mình sẽ hiển thị này print t đấy, print t a cộng b đấy, print t a cộng b, rồi sau đó mình run chương trình đó, nó sẽ được ra kết quả là bằng 12 đấy, đúng như cái đúng giá trị mà mình khai báo ở trên này đó. Rồi tiếp đến nữa nhá, là phần tiếp đến nữa là cái phần kiểu dữ liệu. Thì cái kiểu dữ liệu nhá, kiểu dữ liệu thì cái kiểu dữ liệu mà mình khai báo cho biến A và B vừa rồi ấy, nó chính là kiểu cái kiểu nguyên thủy, kiểu mà kiểu ngôn ngữ lập trình nào cũng có, nó là INT, nó là các cái biến lưu trữ số nguyên đó. Tiếp nhưng mà ngoài ra thì nó có hỗ trợ là float, double đấy, hay là str, str là các chuỗi đấy, str là các chuỗi đấy. Ngoài ra trong Python đấy nó còn một số kiểu dữ liệu khác, mai kia các bạn học các bạn sẽ động vào những kiểu list, set hay là list hay là to pair hay complete kiểu kiểu ấy. Rồi thì bây giờ mình sẽ khai báo ở đây một biến thêm nữa, một biến nữa lên này. Tên của mình đúng không, tên của mình không? Tên mình là Hưng này, lên bằng Hưng đấy. Rồi sau đó ở đây mình sẽ hiển thị cái biến lên mới ra. Đây, ví dụ như là tên tôi là đó, phẩy cái mình sẽ gọi cái biến Hưng kia của mình ra, à biến lên kia của mình ra. Rồi các bạn hoàn toàn có thể nhấn Ctrl Enter nhé để nó chạy chương trình đó, tên tôi là Hưng đó, đúng chưa? Đó thì đấy, đấy là về kiểu dữ liệu, đấy là kiểu dữ liệu về string. Tiếp theo đấy nữa thì hoàn toàn các bạn có thể tạo ra biến kiểu true hay fail đấy, true hay fail. Tiếp theo đấy mình sẽ tạo ra một cái biến kiểu boolean chẳng hạn, biến dữ liệu kiểu boolean chẳng hạn đấy, ví dụ như crud crud đấy, love me crud, love me love me đấy, nó với mi bằng fail, chắc chắn là bằng fail rồi.
các bạn chú ý cho mình nhá, kiểu dữ liệu chu hay fail trong kiểu dữ liệu boolean trong này chu hay fail thì các bạn nhớ viết chữ hoa chữ cái đầu nhá, đó clone bằng fail đấy, xong đấy mình sẽ in ra cái biến kia, in ra cái biến clone. Không biết clone mình có yêu mình không, thực ra mình làm đéo clone đó nhá. Các bạn có thể gõ gõ tên biến xong các bạn nhấn căn trong cách để nó hiển thị cái code gợi ý cho các bạn nhé. Rồi mình nhấn Ctrl Enter để chạy chương trình. Đó. 12 fail. Ok, không vấn đề gì. Cruise không yêu mình cũng là chuyện bình thường thôi. Rồi tiếp đến nữa này. Đấy, là kiểu dữ liệu kiểu float. Đấy, thì ở đây mình sẽ float này. Mình sẽ khai báo cái chiều dài. Chiều dài gì mà tính được bằng float nhỉ? Đây. Mình sẽ khai báo độ dài, độ dài của mình đấy, độ dài của mình đấy, thì nói đến đây một chút nhé, nói đây một chút nhé, là cái đặt tên biến, tức là cái nguyên tắc đặt tên biến ở trong Python cũng như các ngôn ngữ khác thôi đấy, là các bạn họ là các bạn nhớ cho mình là không được có chứa ký tự đặc biệt đấy. Ví dụ như ở đây mình sẽ khai báo biến độ đấy, dài ngoại trừ dấu xít trừ nhá của mình đấy, độ dài của mình đấy, mình dài là mình cho dài là 1 mét 71 đấy, sau đó printf mình sẽ hiển thị ra cái độ dài của mình, độ xít trừ căn trong cách này đấy, nó sẽ ra cái chữ độ dài của mình đó. Rồi nhấn Ctrl Enter để chạy đấy, độ dài của mình là 1 mét 71 đó. Ok. Ok đấy. À đây nói qua một chút tiếp nhá, đây đơn giản lên tiếp này, thì để hiển thị ra cái kiểu dữ liệu của cái biến đấy đúng không, kiểu dữ liệu của cái biến mà các bạn khai báo là gì ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể hiển thị thông qua cái câu lệnh là này là type printf type, do đó các bạn truyền đóng mở ngoặc, các bạn truyền tên cái biến mà các bạn cần biết kiểu dữ liệu của nó là gì đấy, độ dài của mình đó. Rồi xin phép mình copy một chút, tiếp đến nữa là cái biến lên này đấy, mình sẽ hiển thị ra này. Ok nhấn Ctrl Enter đó, thì lúc này nó sẽ hiển thị ra cái biến đầu tiên là cái biến cloud form cloud lớp mi, nó là chính là kiểu boolean, độ dài của mình nó sẽ là kiểu float, và cái thằng lên nó chính là str, nó là cái chuỗi. Ok. Đó thì còn cái nguyên tắc đặt tên biến thì thứ nhất là không bao giờ ở ngôn ngữ lập trình nào thế thôi, không nhất thiết phải là không nhất thiết phải là Python đấy, thì cái tên biến thì chắc các bạn hoàn toàn để viết chữ hoa hoặc ký hoặc thường đấy, hoặc là dấu xít trừ, nhưng mà không không được có ký tự đặc biệt và không được phép bắt đầu bằng chữ bằng số đấy, và tên biến thì chắc chắn là các bạn không thể để dấu cách được rồi đấy, hoặc và đặc biệt thôi, đại khái lôm la như kiểu. Và cái nguyên tắc cuối cùng nó chính là cái thằng mình sẽ hay gọi thằng này là phạm húy, phạm húy tức là như kiểu là kiểu mai kia mà tên là Hưng mà mình lấy vợ mình chẳng hạn đấy, xong bố bố vợ mình cũng tên là Hưng, nó gọi là phạm húy đấy, thì trong thằng phạm húy trong Python nghĩa là sao, có nghĩa là các bạn không thể đặt tên biến của bạn là print đấy, không không được phép đặt đấy, ví dụ ở đây mình cố tình mình đặt chẳng hạn đấy print bằng 3, rồi Ctrl Enter xem có lỗi không. Không lỗi, không lỗi. Nhưng có vẻ như kiểu nó vẫn chấp nhận, nhưng mà các mình khuyên thật là các bạn không nên đặt như này nhá. Đấy. Đấy, ok đó, video của mình xin được dừng ở đây, chào các bạn.